Chúng ta sẽ bắt đầu lại những cái một số những cái thủ tục mà theo thầy là rất quan trọng. Chúng ta cùng nhau làm lại nhé. Ôi, con xả nước rồi. Không lấy lại được đâu, nó kẹt dưới cống rồi. Bây giờ con lại phải móc cống à? Nhà mình giàu nhờ ông hốt bể phốt luôn đi mẹ. Thầy ơi, Kim ơi, bắt đầu cuộc họp đó thầy. Alo, khi nào bắt đầu họp thế đây? Alo. Giờ tôi thầy làm lại cái bài hôm trước một chút này. Bây giờ thầy sẽ xếp lại cái phần đầu tiên này. Mẹ ơi, con móc được rồi. Bạn nào có nói nhỉ? Ghê quá. Bạn ơi, tắt mic đi bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ xếp lại từ đầu nhá. Chúng ta sẽ làm một số cái thủ tục để vẽ đường tròn theo nhiều cách khác nhau, rất là quan trọng. Giờ thầy sẽ làm một vài cái bài ban đầu đấy nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho con mèo nó là cái bút này, thì chúng ta Mẹ ấn, ơi. chúng ta sẽ thiết lập như sau này. Con chả nghe tiếng gì của thầy cả mẹ ạ. Nghe rõ không? Nó trôi xuống cống rồi thầy ơi. Cái gì trôi xuống cống rồi cho cháu? Máy điện thoại của con ạ. Chúng ta thiết lập như này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái thủ tục để vẽ đường tròn để chúng ta làm, để chúng ta đặt một số những cái thông tin ban đầu này là như này nhé. Đấy. Tức là cho nó ẩn đi này, xóa tất cả màn hình này, pen up lên này, rồi đặt màu sắc và đặt cái bút vẽ là một nhé. Rồi chúng ta làm lại này, buổi hôm trước này thì chúng ta sẽ thầy sẽ mô tả các bạn lại là con chúng ta có hai cách mà phù hợp với học sinh tiểu học để vẽ được một cái đường tròn. Thì mỗi cái vẽ như vậy chúng ta sẽ vẽ làm hai cách khác nhau nhé. Để tôi vào mô tả này là đường tròn, chúng ta vẽ đường tròn là biết biết tâm và bán kính của đường tròn nhé. Thì thầy sử dụng từ là vẽ đường tròn, thủ tục của nó là như thế nhé. Thầy ký hiệu tức là một và hai, nó có hai cách vẽ. Chúng ta nhớ lại thì nó đều có cái tham biến là cái tham số là gồm có là bán kính R và tâm là x và y. X chúng ta gọi tiếp là y chưa? Chúng ta có thể đặt cho nó chế độ là đây là chế độ là vẽ nhanh được chưa? Như vậy là đường tròn một là đường tròn làm theo cách một, và đường tròn hai là đường tròn làm theo cách hai. Chúng ta có hai cái thuật toán để làm như vậy. Thì thầy mô tả các bạn nhé. Thì mục đích của chúng ta là như thế này. Với đường tròn mà chúng ta đã biết trước là cho trước tâm và bán kính, thì cái vị trí hiện thời không quan trọng, quan trọng là cái hướng hiện thời. Thì cách một ở đây là chúng ta luôn là đặt đi, nó bắt đầu vẽ từ vị trí hiện thời, cái hướng hiện thời mà bút vẽ đang có, mà không quan tâm đến cái vị trí hiện thời của bút. Thì như sau nhé. Thì đầu tiên là như sau. Đầu tiên là chúng ta cho cái vật đó nó di chuyển đến cái vị trí là x và y, là tâm của vòng tròn. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh vẽ trước thầy nói đấy, là cách vẽ là chúng ta làm mẹo, chúng ta từ cái điểm không, thì bật lên chúng ta để ra xem kia, để chúng ta có thể quan sát
thêm một chút nữa là từ tâm này, chúng ta đi theo hướng đi về hướng mong định này nhé, và độ dài là r trừ một, sau chúng ta hạ bút, sau chúng ta vẽ tiếp một đoạn bằng một nữa, đó bằng một nữa thì chúng ta sẽ đây đây tôi làm sau nhé. Bắt đầu từ tâm này, cái một là chúng ta là vẽ từ tâm nhé, chúng ta sẽ có một cái vòng lặp là 360 nhé. Cái nào là như sau này, chúng ta sẽ đi từ tâm, chúng ta sẽ đi về phía trước một cái đoạn vòng r trừ một, vòng r trừ một, nhắc lại cho các bạn cái thuật toán đó nhé để chúng ta nhớ này. Là r trừ một, sau đó chúng ta sẽ hạ bút. Khi trong chương trình chúng ta thì bút luôn luôn là nâng lên, khi vào thủ tục chúng ta mới hạ xuống, thì để ta mới hạ xuống để vẽ này, hạ xuống thì chúng ta sẽ vẽ được, chúng ta sẽ cho đi về phía trước đó là một. Như vậy với cái cách một này là các bạn chú ý rằng là cái hướng chúng ta không sẽ chất hướng là hướng mặc định, chúng ta đang vẽ theo hướng mặc định nhé. Pen down và đi về phía trước là một, sau đó là lập tức là pen up lên để cho nó không vẽ nữa, và chúng ta sẽ đi lùi lại trở về tâm, đi lùi lại bằng cái lệnh là move trừ r, trừ r, dùng cái lệnh là lần phương nhân đây, hay là cộng hay là phương nhân nhé, nhân là r nhân với trừ một. Đấy. Vậy là từ tâm này đi về phía trước là r trừ một này, bị hướng mặc định nhé, hướng đang có này, sau hạ bút vẽ một đoạn bằng một, sau đó là nâng bút lùi lại về tâm, sau đó là gì, sau là xoay sang trái luôn, là kia hình tròn luôn, là vẽ về phía vẽ theo chiều là ngược kim đồng hồ, vẽ về trái là một độ. Và như vậy sau bước này thì chúng ta là quay tròn vừa vặn là 360 độ. Đó. Nhá. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra xem là cái thủ tục này đã vẽ đã đúng chưa nhé. Bây giờ thầy anh gọi nó một đoạn này, gọi thầy một đoạn này nhé. Giả sử chúng ta vẽ từ điểm từ là 0 với cái mà bán kính là 100 chẳng hạn. Chúng ta kiểm tra xem ta vẽ đúng chưa nhé. Đây, vẽ đúng rồi này. Đấy. Chúng ta lệch tâm về tâm là gọi là trừ 50 chẳng hạn, có lùi lại không nhé. Đấy, đúng rồi. Như vậy đây là cái toán thứ nhất. Thì với cái thủ tục này ấy, là chúng ta không xác định hướng trước, tức là hướng mặc định, chúng ta chỉ bắt đầu vẽ là cái hướng mặc định nhé. Nhưng mà nhiều cái bài toán chúng ta cần cố định hướng trước bằng như là một tham số, thì chúng ta sẽ làm tiếp một cái thủ tục thứ hai cũng dựa trên cái toán này. Thầy gọi nó là vẽ đường tròn, vẽ đường tròn một, được chưa? Đó. Nhưng mà nó khác gì, vẫn là có r là bán kính, vẫn có tâm là x y, nhưng mà có thêm một tham số nữa là hướng thì là một góc, cho nên thầy sẽ đặt tên hướng là alpha, góc alpha. Thì với cái thủ tục này thì là giống với thủ tục trên, chỉ khác là gì, chúng ta phải xác định cả hướng nữa. Thì nhiều bài tập chúng ta là cần cả hai cái này. Thì các bạn chú ý là đối với vẽ đường tròn thì đây là hai thủ tục rất quan trọng. Với hai cái cách cùng thuật toán cả, nhưng là hai cách đặt vấn đề khác nhau. Cách thứ nhất là chúng ta không cố định hướng ban đầu cho cái bút, vị trí hướng ban đầu cho cái bút là hướng mặc định. Còn hướng thứ bài thứ hai, cái đây là cái thứ hai đây, thì để thế này nhé. Cách thứ hai đây là chúng ta xác định cái hướng bắt đầu vẽ cái vòng tròn này nhé. Tâm đây thì nó vẽ từ đâu, nó vẽ từ vị trí ở đây chẳng hạn. Để thầy chụp lại cho các bạn hình của cái sách đó để chúng ta xem nhé. Như này,
Để thầy cho các bạn xem cái hình mà chúng ta chú ý. Hình đó là cái gì đây? Để thầy chụp cho các bạn xem cái hình một chút thôi. Và chúng ta sẽ thấy là vì sao nó quan trọng ở cái hướng này. Các bạn đã thấy một chút nhé, để thầy... Đây. Thì vẽ cho các bạn xem cái hướng một chút nhé. Thế nào là hướng? Đây. À. Một số bạn bây giờ bên vàng nhé. Thầy ơi, thầy cứ ngồi bên mày. Sao? Đây này, bây giờ nhá, thầy stop cái này lại và thầy share lại cái hình này này. Bạn sẽ thấy là có thấy không nào? Thì đây là cái vòng tròn đây, mà cái nhà đầu tâm xi đây, và đây là cái hướng là bắt đầu vẽ từ đây, đi được cực kỳ đồng hồ, chuẩn hết thì thôi. Đấy, thì đây là cái hướng mặc định mà chúng ta sẽ cần phải vẽ, là hướng mà hướng cho trước đây. Thì với cái thủ tục mà một ý, là chúng ta không định hướng trước, còn với thủ tục hai thì chúng ta sẽ định hướng trước nhé. Giờ thầy lại stop lại, thầy sẽ share lại cái này. Đó. Thì với cái thủ tục này này thì không định hướng trước. Hướng là hướng từ trước, còn cái thủ tục này là giống thủ tục kia nhưng mà ta sẽ định hướng ở đây. Cái này như sau. Là dưới cái đây bên ta có tôi việc copy đây sang đây thôi, copy ra đây sang đây nhá. Đó. Và thầy sẽ làm như sau. Với cái bài này này thì như sau, thì trước khi mà cho nó chuyển động thì chúng ta có cái lệnh là chúng ta sẽ đặt hướng point in direction để đây này, và cho hướng này vào alpha này mà. Đấy, như vậy là cái thủ tục này là nó chỉ khác thủ tục này ở chỗ là chúng ta đặt cái hướng ở đây, được chưa, hướng ở đây. Đó, bây giờ thầy sẽ làm tiếp một thủ tục thứ ba nữa, vẫn dựa trên cái thủ đoạn này, nhưng mà là không phải là vẽ cả đường tròn mà vẽ một cung tròn rất quan trọng. Rất nhiều bài là chúng ta phải không còn vẽ cả một cái hình tròn mà vẽ một cung nữa. Bắt từ vị trí hướng cụ thể đây, chúng ta vẽ một phần của một tròn. Thầy ơi, thầy lướt xuống cho em xem đoạn code 5 giây được không? Đây này đúng không? Đây này. Ở bên phải là cái thủ tục là vẽ một đường tròn nguyên mà không xác định hướng trước. Còn ở là hướng mình không quyết định trước, còn ở cái bên trái là chúng ta đưa hướng vị trí bắt đầu vẽ vào trong thủ tục này như là một tham số đặt tên là alpha. Thì chỉ khác là gì, là trước khi mà chúng ta vẽ chúng ta xoay hướng về alpha và nó bắt vẽ từ cái hướng đó, thế thôi. Hai bên là giống hệt nhau. Bây giờ thầy sẽ làm tiếp thủ tục thứ ba nữa, đưa thêm vào một tham số nữa để mô tả gì, để mô tả là nó vẽ không phải là cả vòng tròn mà nó vẽ một cung tròn là mạnh hơn, được chưa? Thì bây giờ thầy sẽ làm tiếp một thủ tục thứ ba nữa nhé. Cái thủ tục này các bạn sẽ dùng ở rất nhiều nơi. Thầy sẽ làm tiếp một thủ tục thứ ba nữa, đặt tên như sau nhé. Thì cũng đặt tên là vẽ đường tròn, vẫn là một thôi. Vẽ đường tròn nhưng mà có thêm một tham biến là cung, thì đặt tên là vẽ cung tròn. Vẽ cung tròn nhá, gồm có này, thứ nhất là cung tròn nó là C đúng không, tiếp theo là thầy sẽ đưa thêm một tham số tức là bán kính
bán kính nó là R. Tiếp theo nó là tâm. Tâm thì nó là X và Y. Đấy. Và cuối cùng là hướng. Thì làm cái thủ tục rất là tổng quát. Hướng. Hướng của nó là gì? Là alpha. Alpha. Nó cũng là vẽ nhanh. Thế nhưng mà đây là thủ tục mạnh nhất. Là nó là vẽ cái một cái cung tròn. Thì cái cung tròn này là có cái tham biến là C. Nếu C bằng 360 thì nó là hay là cả hàm tròn, còn nó nhỏ hơn 360 là một góc, mô tả một góc thì nó là một cung tròn. Thì thủ tục đơn là làm như sau nhé. Đây, bây giờ thầy sẽ copy cái này này sang đây. Đấy, giống như dày hơn cái này, nhưng chỉ khác là gì? Chỉ khác là như sau. Chỉ khác là bây giờ là nó không phải là quay 360 độ, còn nó quay là C thôi, nó kéo C nó vào. Đó, thì bây giờ với ứng dụng này là nó mạnh nhất đây, là nó vừa có hướng này, vừa là cung tròn. Nếu C là 360 thì nó là cả vòng tròn, nếu C nó là 90 thì là nửa vòng tròn, nếu C nó là 180 thì nó là 180 độ thì nó là một nửa vòng tròn. Được chưa? Đây, bây giờ thầy sẽ thử nghiệm cho các bạn xem nhé, là ba cái thủ tục này nó vẫn là cùng thuật toán khác nhau, cùng thuật toán nhưng mà cách chúng ta mô tả khác nhau. Như vậy là có ba cái thủ tục nhé. Bây giờ thầy thử kiểm tra cái này. Đây, bây giờ thầy vẽ là tạo một cung tròn đây. Đây, cung tròn nhé. Bây giờ thầy vẽ là 90 độ thôi, là một phần tư cái cung tròn thôi. Bán kính là 100. Tâm là 0, 0. Và bắt đầu hướng là ví dụ như hướng là thầy để hướng là 45 độ chẳng hạn. 45 độ. Nhé. Chạy thử này, thế ra như thế này. Đấy, chỉ ra là từ 45 độ này mà nó quay một nửa vòng tròn. Bây giờ thầy sửa cái này thành là 180 thì nó sẽ vẽ một nửa vòng tròn. Thì bây giờ thầy chuyển cái này, nó là hướng này là hướng không chẳng hạn. Thầy vẽ từ ở trên xuống. Đây. Đấy. Từ hướng không là hướng này nhá. Hướng không đây là nó vẽ xuống. Thế như vậy là với cái quẽ cung tròn này là ta có thể làm được rất là nhiều thứ rồi, đúng không nào? Đó, thì bài này thầy sẽ ghi lại nhé. Đây là cái bài đầu tiên của buổi hôm nay đây. Chúng ta sẽ lưu lại và chúng ta sẽ dùng hôm nay là B vẫn là bài hôm nay là buổi thứ hai đúng không? Đây là B2. Chúng ta cái bài đầu tiên vẫn là bài vẽ đường tròn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái bài này nhé. Chúng ta sẽ áp dụng cái bài này để chúng ta làm một cái bài tập. Thầy ơi, cho con xem lại được không ạ? Xem lại cái gì? Đây, ba cái bài tập nhé. Thủ tục một đây này. Thủ tục một là vẽ được tròn R, tâm X, Y và không có hướng. Không có hướng. Thủ thứ hai là vẽ đường tròn bán kính R, tâm X, Y và có hướng cho trước. Đây. Thủ thứ ba là vẽ một cung tròn. Cung tròn là C cho trước, bán kính R, tâm X, Y và hướng cho trước. Như vậy ba cái này nó tổng quát của nhau nhá. Bạn nào ấy đi, bạn nào được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mà áp dụng cái này để chúng ta sẽ vẽ và một cái bài tập của cuộc thi năm ngoái. Đây, bây giờ thầy sẽ share lại cái màn hình này. Thầy share màn hình cho chúng ta biết, share màn hình dễ nhé. Thầy share màn hình cho dễ này. Đây, share màn hình. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ chúng ta sẽ xem lại cái bài tập này. Đợi thêm một chút nhá. Thầy sẽ chụp lại cái này để thầy cho chúng ta xem. Đây là cái đề thi của năm ngoái.
Thế thầy sao các bạn cứ thi nhau viết bậy lên trên màn hình vậy hả thầy? Dở quá này mất thầy. Đấy chỉ là một bạn vẽ rồi thầy ạ. Đây này, đây là cái đề thi năm ngoái nhá. Chúng ta phải vẽ 5.000 tròn như thế này. Được chưa? Thì cái bài này nếu mà nhìn thoáng qua thì chúng ta nhìn mà thoáng qua là chúng ta chỉ cần áp dụng gì? Áp dụng cái lệnh này. Đúng không nhỉ? Áp dụng lệnh này và học hỏi lệnh này, chúng ta sẽ vẽ làm 5 lần là xong. Chúng ta vẽ đường tròn này, biết tâm và biết tâm và bán kính, được chưa? 5 lần là xong. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát một chút ấy, nhìn rõ không nhỉ? Thì ta thấy là nó không dễ lắm. Đấy, cái bài này là cái bài năm ngoái thi đồng trẻ đây, ở khu vực không nhớ khu vực nào, thì rất nhiều bạn làm sai cái bài này. Các bạn không ý, các bạn không ý nhất là cái vòng tròn là nó lồng vào nhau thế này. Ở chỗ này là cái vòng vàng là phía trên đè lên trên cái vòng xanh, ở đây là xanh là đè lên vàng. Chỗ này là vàng đè lên màu đen, ở đây là đen đè lên vàng. Ở đây cũng vậy, tất cả vòng tròn này nó lồng vào nhau chứ không phải là nó phẳng. Không phải con nào trên cái nào dưới cả. Cho nên là nó rất là khó. Đấy, cho nên là nó không dễ. Thì chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây, thì đầu tiên chúng ta phân tích là như này, là chúng ta mà đây chúng ta sẽ mô tả như sau này. Chúng ta tạo ra các cái biến và mô tả một tròn đen là ở giữa, một tròn xanh ở bên trái, đỏ bên phải, vàng và xanh lá cây ở phía dưới. Và chúng ta cách nhau như sau này. Đây tọa độ của đây sẽ là 0 0. Giả sử tọa độ này là chỗ này này, tọa độ chỗ này là tọa độ chỗ này là gì, là thầy gọi là D. Đây là D, còn thầy gọi cái này là A, là A, thì cái đường cao này sẽ là H, đường cao này sẽ là H. Và chúng ta sẽ có thể là cho trước D chúng ta có thể tính được A và H. Đấy, nên có cái này là góc vuông thì là H chỉ bằng một nửa của D, bằng một nửa của D. Và a có thể tính được theo h rất là dễ dàng, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập này nhá, dựa trên cái mà thầy đã có, được chưa? Dựa trên cái bộ dữ liệu bộ đề này thầy đã có, chúng ta sẽ áp dụng một trong những cái này để chúng ta làm. Thì cái là có lẽ là như sau này, chúng ta phải vẽ bước một là chúng ta vẽ 5 hình tròn độc lập như này. Xong bước thứ hai là chúng ta phải vẽ cái chỗ mà nó chồng lên nhau. Đấy, như này. Thì là như chúng ta người thầy vẽ cái vòng tròn xanh này trước này. Xong vẽ vòng tròn vàng sau này. Thì vàng nó sẽ đè lên. Chuyện đúng rồi. Chỗ này phải vẽ lại cái màu xanh này. Vẽ lại một đoạn nữa. Ta dùng cái lệnh vẽ cung tròn thôi. Vẽ lại một cung tròn. Như vậy phải dùng cái lệnh gì? Phải dùng cái thủ tục là vẽ cung tròn này để vẽ. Vậy cả ba cái này đều dùng đến trong cái bài tập mới của chúng ta. Được chưa? Rồi. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ cùng làm bài tập này cho các bạn nhé. Ta cùng làm, cả lớp mình cùng làm với thầy. Vì chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ tiếp lại cái bài tập của chúng ta nhé. Đây, đầu tiên đây. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ thiết lập các cái biến nhớ ban đầu. Ban đầu là biến nhớ chúng ta đặt tên là biến nhớ là D. Ta làm tổng quát biến là D này, tiếp theo nữa là biến tiếp theo là biến H này, tiếp theo nữa là biến A. Ba cái biến này là quan trọng, được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào biến nữa là biến này. Để ta kiểm tra biến nữa là biến gì, là biến R hay là tâm của là bán kính của các cái vòng tròn mà chúng ta đang muốn làm, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thiết lập các cái thông tin ban đầu này ở đây nhá. Như sau này, ban đầu thôi, bây giờ chúng ta đặt thì chúng ta lên thầy đặt trong máy của thầy nhé, là như này. Thì đầu tiên thầy đặt nên là xóa này, pen up này, ta bỏ cái này ra. Của chúng ta luôn luôn là vẽ cái hình tròn là nó đậm, cho nên chúng ta thấy là bạn như sau nhé. Thầy đặt cái này lúc này trước thôi, đặt cái này là đặt cái chỗ này là 8 chẳng hạn, 8
Bạn nào được ai lại vẽ nhỉ? Trời ơi. À cho cô đây để thầy thầy về thầy vừa đi múc các bạn này ra ngoài nhá. Ừ, thầy. Thầy sẽ đuổi các bạn này ra ngoài thôi, không có nào khác ở đâu. Vì bạn này mà làm thế này thì không ảnh hưởng đến cả lớp luôn đấy. Cái bạn tên là bạn ấy là cái bạn tên là Bùi Khánh Hà. Dạ, hút thôi thầy. Bùi Khánh Hà hút thôi thầy. Thầy đưa bạn Bùi Khánh Hà. Bạn mơ thầy. Một bạn Bùi. Cái bạn Bùi Việt Hà khác ấy thầy. Đúng rồi, ừ, thầy nhìn thấy bạn. Thầy là bạn ấy chỉ tên là mơ thôi. Bùi Việt Hà đi hôn đi đó của em. Tên thật là gì mơ thầy. Tên là gì? Tên là JM này. Bạn này đổi tên mất rồi. Bạn này mà đổi tên. Em cười thầy. Như thầy biết chứ mơ thầy. Bạn ấy bảo là mơ thầy. Thành ca rồi thầy, thành ca rồi thầy. Mơ thầy rồi. Là ca. Từ thành O rồi thầy. Mơ ca ca luôn. Bây giờ nhé, mình chút này, lớp mình có ai là giáo viên không nhỉ? Thầy xem cái bạn nào có, à đúng rồi, cái bạn có avatar là hình mặt cười ấy thầy. Đúng rồi thầy. Mà to lắm, không mà dài lắm, thầy không nhìn được. Đổi rồi. Avatar mặt cười đỡ rồi. Mặt cười á thầy, rồi thầy mặt cười rồi. Thầy thích cái gì mới đợi avatar mà cười thầy. Giờ thầy cho mình thầy nhìn thấy rồi. Bằng bóng hoặc có hai bạn bằng bóng hoặc thì kế có một bạn bằng bóng hoặc. Thầy lần sau không có thầy dùng cái thằng Google Meeting nữa thầy. Em thấy nó số lượng cũng đông mà thầy xe nó cũng dễ nữa thầy. Thôi tránh cái chuyện cho bạn ra ngoài rồi. Thầy vừa đợi mời các bạn ra ngoài rồi. Không sao nhá. Đi cùng bạn đấy luôn. Rồi. Đây nhá. À, màu của thân đây để như này nhá. Đó. Và mình sẽ đặt như sau này. À, thì đặt như sau nhá. Chúng ta quan sát cái như này. Thầy sẽ cho là R bằng 50. R bằng 50 đấy. D là bằng 120. Đấy. D bằng 120. À, thì H như này. H nó sẽ bằng là D chia 2. H bằng D chia 2. Còn A. A thì tôi bảo là D chia 2. Đó, ta chú ý nhé. Thì ta làm mà biến đặt một thao bài cho bạn. Thầy sẽ đặt là R bằng 50. Nhá. Nên là cái 50 nhá. Thì đặt là D bằng 120. Đó. À, thầy đặt là H thì bằng D. H thì bằng D chia 2. Đây. Ủa mà thì là hacker fan này cũng vào đây là thế nào nhỉ? Con nghĩ các bạn ấy lại vào rồi ạ. Đây. À, H thì bằng D chia 2. Chúng ta quan sát cái hình này nhé. Cái hình này này. Đấy. H thì bằng D chia 2. Còn A thì bằng là D chia căn 2. Đấy. A này về thầy tính luôn. A về thầy tính luôn cho nó nhanh nhé. Đấy. Đây là R này. Đây là D này. Đây là H này. Và cuối cùng là A. A thì bằng là D chia căn 2. Chỗ này thầy dùng cái hàm này nhé. SQRT hả thầy? Ừ, bà lệnh hàm là SQRT. 2.
Đây là những cái tham số ban đầu nhé. Rồi, thế bây giờ thầy bắt đầu nhá, vẽ này, bắt đầu làm này nhá. Thầy sẽ làm như sau nhá, bây giờ thầy cho nó đỡ cho nó bất bất tiện, thầy sẽ để riêng, thầy gửi một thông điệp cho nó dễ nhìn, nhá. Rồi rồi. Rồi. Có bạn bảo con là mẹ mày lắm mồm vãi im mồm ạ. Thôi được rồi, nó kệ ra đây. Đây thì gửi một thông điệp là start ở đây nhá, để cho nó start. Để cho nó dễ, cho nó tách chương trình cho nó dễ, start nhá. Đó, start. Như vậy là đây là thiết lập các thông số ban đầu này, sau đó là start. Được chưa? Rồi. Thầy ơi, chị em hỏi A biết A đó là gì đó thầy? Được chưa? A là cái này này, đây này. Đây nhá. Đây là năm cái tâm của các hình tròn này. Thì có cái từ đây là D này, từ đây là A này, đúng không nào? Đây là A này, còn chỗ này là D là đây là H này. Đó, nhá. Dạ, dạ. Dạ. Hiểu chưa? Bây giờ thì bắt đầu nhá, Dạ rồi. Khi mà nhận được thông điệp là start thì bắt đầu. Thì chúng ta sẽ làm, ta sẽ vẽ làm hai bước. Bước 1 là chúng ta vẽ 5 cái hình tròn trước. 1, 2, 3, 4, 5. Nhá. Thầy vẽ theo cái gì đó thì theo em, để thầy tiện, cho thầy tiện thầy sẽ vẽ hình tròn này. Cái cậu này cứ vào đây nhìn ngậm quá mất đây. Thầy ơi, em xin phép được nhắc thầy là trong Zoom ấy ạ, thầy vào cái biểu tượng có cái khiên ấy, thầy bỏ luôn cái tích ở hộp chat đi, là các bạn sẽ không chat được đâu ạ. Các bạn không nhắn tin được nữa. Thầy vào phần security ấy thầy. Vào cái bên security và cho không chat và không vẽ luôn đi ạ. À, thầy làm thử nhé. Vâng. Cái chỗ nào nhỉ? Ở đây đúng không? Phần có hình cái khiên ấy thầy. Vào cái phần security ấy. Rồi, thầy bỏ chat đi cái gì? Bỏ chat đi, bỏ vẽ annotate luôn đi thầy ạ. Bỏ cái gì? Bỏ chat, bỏ annotate ạ. Thầy ơi, thầy bỏ chat tí cho nên thầy làm thầy. Thầy gửi bài. Thầy đang nghĩ sẽ làm như nào. Thầy bấm lên nó không được. Để thầy bỏ chat đã. Không bỏ là chat. Bỏ rồi là thầy. Thầy không bỏ được, chịu. Nó không được, bấm lên nó. Tắt rồi thầy. Thầy cắt rồi, tắt rồi thầy. Thôi thầy bỏ rồi nhá. Ok, rồi bây giờ đây. Nhìn thấy chưa? Thì chúng ta bắt đầu lại nhá. Đây. Đây rồi, thầy sẽ vẽ như sau này. Cô này cô lại vào, cô lại làm ngậm quá mất này. Cô bé này đúng này. Cũng làm nào để mà. Cô này cô lại vào mất rồi. Không thể làm việc được nữa này. Cậu
này cô cũng liên tục mà ra cái yêu cầu là điều khiển máy tính của thầy. Thầy phải bấm nút này để thầy mới làm việc được. Mà cậu này cũng bấm liên tục cái này thì không thể nào ấy được. Thầy ơi, thầy cho em hỏi tí. Là cái dùng cái căn bậc 2 của tiểu học thì liệu có ổn không ạ? Cái này bắt buộc phải dùng thôi, không có nào khác cả. Rất nhiều cái hơi khó thật, đúng là hơi khó vì cái lập trình nó vẫn là phải thôi. Nó không thông dụng một tí nào cả. Có nhiều chỗ thì đúng là chịu chết. Ví dụ như là với tiểu học thì học số âm được. Khi đó mà chúng ta có phải điều khiển các cái tọa độ là âm của trên màn hình thì vẫn buộc phải học, phải dạy học sinh thôi, không cái nào khác cả. Dạy thêm mà thôi cho học sinh nhé. Thầy ơi, thầy dạy tiếp đi thầy. Dạy tiếp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ các cái vòng tròn chính này, 5 vòng tròn chính nhé. Đầu tiên thầy vẽ cái vòng tròn xanh trước này, vòng tròn xanh nhé. Thầy thiết lập cái màu sắc cho vòng tròn xanh là vòng tròn này, thì thầy tìm bằng màu xanh nhé. Đây, màu xanh đây là màu xanh này. Thầy kiểm tra là màu xanh như thế nào. Rồi màu xanh trời, đúng rồi đấy. Ừ. Đây này, xanh trời nhé. Thì thầy xanh trời. Trời ơi. Sau đó thầy sẽ như sau này, thầy sẽ dùng cái thủ tục này. Thủ tục là vẽ đường tròn là đủ, không cần vẽ cung nhá. Đây. Thầy dùng cái thủ tục này. Như vậy thầy dùng cái lệnh này. Đây. Vẽ đường tròn một này thế này. Không cần hướng, bài này là tập viết là không cần hướng. Nha. Đấy. Bán kính là R, thầy sẽ kéo R vào này. Kéo R vào này. Tâm nhá. Tâm của tròn này là gì nào? Tức vòng tròn này là gì? Là x thì là trừ d, đúng không? X là trừ d. Còn là y là bằng phải y bằng không. Đó, chúng ta chú ý nhé. Ví dụ đây này, lê vào tròn xanh như vậy. Thì ta thay thế sửa vào đây nhé, thay vào đây này. Đây cái này nó là trừ d. Tâm này này, tâm ở đây là không này. Tâm này là trừ d, thầy sẽ đưa cái này vào. Trừ d. Chiều 1 như D. Đó. Vẽ vòng tròn trước này. Tiếp theo là thầy sẽ vẽ vòng tròn là để thầy kiểm tra dùng vòng tròn thầy sẽ vẽ vòng tròn là đỏ. Thầy cho vòng tròn đỏ cũng được thôi mà. Vòng tròn đen nhé. Thầy lần lượt thầy làm vòng tròn là xanh này, đen này, đỏ, xong nó vàng, xanh lá cây. Thầy làm thật đúng cái kênh như này nhé. Đúng như này. Xanh này, đen này. Xanh này, đen này, đỏ này, vàng và xanh lá cây. Làm thật đúng cái đọc cái đó nhé. Cậu này cũng là cậu vào một phá quá mất này. Không làm cái nào mới. Thôi thầy, cái cậu đó đi thầy dạy tiếp đi thầy. Alo thầy. Đây. Thôi, đi chừng. Ừ.
Bắt đầu bài học đi thôi. Đây này. Thế thì kiểm tra xem là đúng nhất. Thầy kiểm tra trước cái vẽ cái vòng tròn xanh trước này. Đấy, đây là xanh trước nhé. Bây giờ thầy sẽ làm tiếp tục vào vòng thứ hai là màu đen. Thầy sẽ chọn đây là đen nhé. Bấm để chọn màu này. Thầy để cái này là tự động đi thành đen ngay này. Đấy, cứ không có chọn màu đen ngay nhé. Thì đen là đen nó sẽ là đen nó sẽ là ở giữa, nó sẽ là không không. Không không. Đấy, thầy kiểm tra cho đúng nhé. Đấy, đen nhé. Tiếp theo là vòng tròn đỏ. Tiếp theo là vòng tròn đỏ thì như sau. Vòng tròn đỏ thì cái này bấm ở đây ta sẽ chọn một đỏ như này. Đỏ nhé. Thì đây nó sẽ là D. D. Thì nó ở đây mà, đỏ ở đây mà. Nó sẽ là D. Đó. Thì kiểm tra, thầy làm này kiểm tra luôn đỏ nhé. Tiếp theo là vàng. Thầy cho ở dưới để thầy nhìn nhé. Tiếp theo là vàng. Chọn màu vàng. Được chưa? Vàng là như sau. Vàng thì tâm nó ở đây. Tâm là nó như sau này. Tâm nó là x xì là trừ d trên 2. Đây không mà x xì d trên 2. Còn y nó sẽ là trừ h. Đây là h. Y nó sẽ là trừ h. Cho nên là chúng ta sẽ làm ngay được nhé. Đây, vòng tròn đây, vàng đây nhé. Thì cái này là trừ d chia 2. Thì thầy sẽ làm luôn. Đây. Trừ 1 nhân với d chia 2. Thầy copy vào đây. Đây chính là cái y. Còn cái x này nó là trừ h. Nó là trừ h. Kéo cái này. Ở đây nó là chiều 1. Chúng ta bấm là H. Đó chính là vàng. Ta kiểm tra nó vàng nó nằm ở đây này. Đấy, nằm ở dưới đây này. Nhìn bên trong như này. Thì đây sau nhé. Và cuối cùng là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây thì thầy bấm vào đây để chọn xanh lá cây. Thì nó như này. Đấy, xanh lá cây. Thì ngược lại. Thì nó đúc xuống bên này nó sẽ là đây nó sẽ là d trên 2 chứ không phải là d nữa. D trên 2. Đấy. Và thằng này vẫn là trừ h trên nó là như thế này. Đấy. Nhưng mà chúng ta đã vẽ được 5 cái vòng tròn như thế và bây giờ thầy sẽ kiểm tra và như vậy là bước 1 là vẽ được 5 cái vòng tròn. Xong bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải vẽ các cung tròn đè lên. Đè lên để sao cho là nó bị nó không bị lấp như này nữa, được chưa? Cho nó đúng, nó đúng cái hình này, đúng cái hình này. Đây này. Như vậy ở đây các bạn thấy nhá, ở đây của chúng ta là vàng lên rồi, màu xanh là ở đây, chúng ta phải vẽ cái màu xanh ở đây. Thế này. Hơi bị khó đó thầy ơi. Không khó cái gì cả nhé. Thì chúng ta vẽ cung tròn nhé. Như vậy là bước 1 là chúng ta vẽ một cái cung tròn. Với góc được không? Góc này là góc, ta biết rồi. Và từ đây lên đây thôi. Từ lên đây thôi, ta vẽ rất đơn giản. Từ lên đây này, nhé. Là như sau này, chúng ta sẽ vẽ cung tròn này này. Các bạn chú ý nhìn nhé. Thầy sẽ vẽ từ đây để đè đây để sao cho đè là như này này. Đấy. Thì ta, bây giờ ta dùng được cái thủ tục là cung tròn mà thầy ta chúng ta vừa mới làm. Đây cung tròn đây. Cung tròn nhé. Bắt đầu từ hướng nào chúng ta chú ý rất quan trọng này nhé. Cung tròn này là với cái màu sắc là màu xanh, chúng ta sẽ phải chọn màu xanh. Chúng ta chọn cái hình này, chọn cái này này. Đấy, bấm vào đây ta chọn màu nhá, bấm vào đây và ta tìm màu xanh này, đúng màu xanh nhé, màu xanh này chuẩn chính xác nhé. Rồi như vậy màu này đúng rồi nhá. Chúng ta này vẽ cung tròn này, cung tròn này là từ đây tới đây thôi. Từ đây đến đây như vậy là nó làm mà là nó chỉ nó là một nửa một phần tư của cái có thể là 30 độ hay là 45 độ đi. 45 độ là một phần tư của
bốn tư của vòng tròn đúng nhỉ? Bán kính vẫn là R, bán kính vẫn là R nhé. Tâm, tâm là đây, tâm là trùng gây ra cái chữ ở trên này, tâm chính là cái này, chúng ta copy cái này xuống. Tâm là cái này, đây vẫn là không, để cho quan sát ta thấy ngay nhé. Nhưng mà hướng đó quan trọng, hướng từ đâu nào? Hướng là góc này này, góc này này đó, góc này này lên đây này, cho chữ hướng này là bao nhiêu? Chúng ta chú ý là cái hướng ngang này này, cái hướng ngang này là 90 độ, thì xuống đây của nó ta cộng thêm là 45 độ nữa, chúng ta sẽ là 135 độ. Bắt đầu là hướng 135 độ là phía dưới này đó, kiểm tra thử nhá xem đúng không nhá. Đấy, thế là bây giờ là ta vẽ được cái đoạn này, cái đoạn này này, khung tròn này là chính nó đèn lên. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục cái này rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp vào bên cái màu xanh nhá, màu đen nhá. Màu đen thì là ở đây này, ở chỗ này này, đây nó phải lên này, vừa ở đây này, được chưa? Như vậy là thôi, chúng ta làm một cái màu xanh, chúng ta sẽ làm sao thôi, chúng ta cái màu đen này, cái màu đen này là nó là đã như thế này cơ, màu đen là như vậy là nó vừa ở đây này mà nó vừa ở đây nữa, thì chúng ta khi sinh vậy chúng ta sẽ làm một phát từ đây ra đây nhé, một phát từ đây ra đây nhé, từ đây này ra đây này, cái màu xanh là ta làm sao? Rồi thì làm như sau này, thì kéo cái này lên này, vẽ màu đen trước nhá, màu đen này thì chọn màu đen này, màu đen rồi, màu đen nhá. Sau đó thầy sẽ vẽ như sau, cung tròn đen mà, cho nên nó sẽ là bán kính vẫn là R, tâm của nó là 0 0, đó là giữa rồi. Hướng là hướng nào? Hướng này nhá, hướng này và đi một phát lên tận đây này, một nửa cung tròn luôn, chúng ta sẽ như cùng nửa, một nửa cung tròn nó sẽ là một nửa vòng tròn, nó sẽ là 180 độ, nó sẽ là một nửa vòng tròn là 180 độ nhé. Hướng này này, hướng này nhé. Như vậy là chúng ta chú ý, nhưng chúng ta chú ý đây là 0 này, đây là -90 này, -90 ở đây là cộng thêm 45 độ là -135, -135 độ. Đấy, đây là ta vẽ cung tròn đen từ đây, để ở đây này, thì được đúng được cái chỗ này và chỗ này, chỗ này lại sai, chỗ này bị sai, ta sẽ phải vẽ lại sau. Bây giờ ta làm lại nhé, bây giờ thầy sẽ làm lại chỗ này, thầy sẽ đây rồi, sẽ thử nhá. Đấy, bây giờ chỗ này đúng rồi này, đây đúng rồi này, cái này bị sai. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại cái hoặc là người ta làm lại cái xanh hồng cái đỏ nhá. Bây giờ xem lại cái đỏ nào, thầy sửa cái đỏ trước xong thầy sửa xanh sau nhá. Đỏ nào, đỏ chỗ này đây, đè lên này, thầy sẽ phải vẽ một cái cung ở chỗ này này, từ đây ra đây thôi. Đấy, mình làm tiếp tục nhá, làm cái đỏ này, chọn màu đỏ này, chọn màu đỏ được chưa? Không, chúng ta chọn màu này đúng không? Chọn chính xác luôn. Chọn màu này chính xác luôn. Rồi, màu đỏ nhé. Rồi, thầy vẽ cái cung tròn. Cung tròn này. Bán kính vẫn là R này. Tâm ở đây. Tâm ở đây chính là một giống trên này. Là màu đỏ trên này. Thật trên tâm đây là D và 0. Tâm ở đây là D và 0. Thầy chọn D và 0. Bao nhiêu độ nhỉ? Ở đây nhá, ở đây cái hướng đây là hướng trục, như ở đây trong màu đen là hướng đây vẫn là hướng là -135, và hướng chỉ cần là 45 độ là đủ. 45 độ là đủ. Đấy. Thế là đúng rồi này. 45 độ đấy nhá. Như vậy là màu đỏ là đúng rồi. Bây giờ còn lại màu xanh thôi. Chỗ này này, chỗ này bị sai này. Đấy. Bây giờ thầy vẽ nốt chỗ này là xong. Là xong. Thầy sẽ làm thêm một lần nữa nhé. Thầy này thầy kéo cái này xuống này. Rồi, bây giờ thầy sẽ làm lúc lần nữa là xong. Thầy kéo cái này vào, chọn màu xanh. Chọn màu xanh.
Rồi, màu xanh rồi. Và vẽ cung tròn. Vẽ cung tròn. Cung tròn sẽ vẽ từ đây. Từ đây vẽ xuống đây, người ta vẽ ngược cái đồng hồ mà. Đấy, góc này là góc, hướng này là hướng, này là hướng âm 45 độ. Màu xanh nhá. Màu xanh đây vẫn là R. Tâm màu xanh đâu? Tâm xanh như này. D chia 2 và ta phải copy cái này xuống này. Này này. Copy cái này xuống này, trừ H này. Trừ H là ở đây này. Chỗ này là D chia 2 này. Copy cái này xuống này. Đấy. Và hướng là gì? Hướng là hướng này. Là hướng này là âm trừ 45 độ. Trừ 45 độ. Và vẽ cung tròn. Cũng là cung tròn khoảng 45 độ. Chạy lại thử nhé. Đấy. Bây giờ chính xác hoàn toàn chưa nào? Điện hình này này. Đã hoàn toàn chính xác hình này chưa? Chính xác rồi đấy. Thế các bạn thấy như vậy, chúng ta cái bài này là cái bài tập mà năm ngoái là cái bài đề thi này rất nhiều bạn là không lòng được. Các bạn chỉ vẽ hình tròn đúng rồi, nhưng mà cái lòng chồng lên nhau là không đúng. Thế cái bài này năm ngoái là rất nhiều bạn là cứ tưởng vẽ đúng nhưng mà hóa ra là sai. Các bạn thấy mà chúng ta bài này là chúng ta phải làm rất cẩn thận ta mới làm được. Chúng ta phải vẽ là hai bước. Bước một là vẽ năm cái hình tròn liền nhau, hay là theo đúng hình. Sau chúng ta phải vẽ cung tròn để mô tả khớp nhau, cái điều là nó chồng lên nhau như thế này. Bạn đã hiểu chưa? Thầy cho con xem cái cốt chứ thầy. Đây đây, cốt đây. Đây. Ở từ đây đây nhé, từ đây đến chỗ này. Từ đây đến đây này là vẽ 5 hình tròn. Tròn vẹn. Xong chỗ này, dưới này là ta phải vẽ cái đoạn là các cái cung tròn. Mà để cho trùng khớp lên nhau. Cái bài này thầy sẽ copy cho các bạn sẽ copy theo như này, các bạn sẽ biết nhé. Để thầy ghi vào đây. Thầy ghi vào, chúng ta chú ý nhé. Thầy ghi vào bài hôm nay. Đây là vẽ vòng tròn. Vòng tròn Olympic. Đây là cái bài thi năm ngoái đấy. À, cái bài thi năm ngoái. Không nhớ là ở cái vòng nào, ở chỗ nào. Hình như ở cái chỗ Đà Nẵng thì phải. Và có cái bài này. Nhé. Bạn đã hiểu chưa? Nhưng mà bài này là bài tương đối khó chứ không dễ, bài này khó thì rất nhiều bạn là không làm được cái bài này, là làm chưa đúng hoàn toàn. Chúng ta phải vẽ chính xác như này mới đúng này, đấy, như này mới đúng này. Đấy. Dạ đúng rồi thầy ơi, em đúng rồi. Được chưa? Rồi. Nhé, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bài này, chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo là phần cuối cùng. Thầy muốn nói cho cái bài cuối cùng mà thầy muốn nói về cái chương về cái phần vẽ hình. Thực ra vẽ hình thì còn rất là nhiều nữa, nhưng mà thầy muốn để các bạn thấy rằng là chúng ta muốn vẽ được hình tốt ấy, chúng ta phải có cái tư duy mà toán học, chúng ta phải tạo ra những cái mô đun rất tốt, những cái thủ tục rất là nhỏ gọn để chúng ta vẽ. Đó. Thì ví dụ bài này là chúng ta phải dùng thủ tục là vẽ đường tròn này, vẽ một cung tròn. Cung tròn cũng quan trọng luôn nhé. Rồi thế bây giờ thầy sẽ new cái mới và chúng ta sẽ sang cái mới nhé. Với cái bài này thì chúng ta làm như sau này. Với cái bài này chúng ta cũng là cái bài về vẽ cung tròn, vẽ cánh hoa, vẽ một cung tròn, nhưng chúng ta chúng ta không thiết lập. Nhưng thầy làm nhanh quá, tôi không làm kịp nên là thầy phải qua bài mới. Thầy qua bài mới rồi đó. Không thiết lập bài này nha. Là cái mới cái này. Bầu quá. Ủa nó để hồi thầy gửi lại. Hey. Cùng nghe mấy người cũng. Bài này các bạn có thể nghe lại mà, có thể xem lại để làm lại. Nhớ nhỏ xíu con đã bật loa. Bây giờ thầy sẽ làm. Thì cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau làm cũng là vẽ những cái liên quan đường tròn cung tròn, nhưng mà chúng ta tạo ra những cái thủ tục mà nó khác trước. Bài trước là chúng ta chọn thủ tục mà biết vẽ vòng tròn, biết tâm và bán kính, biết tâm và bán kính. Cái bài này chúng ta sẽ bỏ qua cái tâm, chúng ta chỉ biết bán kính thôi, mà bắt đầu vẽ từ vị trí hiện thời của bút vẽ nhé. Chúng ta làm thử bài này nhé, chúng ta làm cái bài này, chúng ta đặt trên bài này nó khác trước một chút. Tùy từng bài một, mỗi bài nó lại có một cái chúng ta phải tư duy
phải tạo ra là những cái chủ tổng quát đủ để chúng ta vẽ cho các trường hợp khác nhau. Đây, dự bài này, đây thầy cái đặt này chúng ta hình dung nhé. Pen up trước này, đặt trước cái màu sắc này. Bạn chú ý là cái đặt màu nhé, thì luôn luôn đặt cái độ bão hòa và cái độ sáng tối là sáng hết nhé, là 100% nhé. Đấy, còn màu sắc sẽ rõ ở đây. Đấy, và đặt cái bút vẽ là một. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ tạo ra tạo ra một cái thủ tục nhé, là vẽ cái vòng tròn. Vòng tròn bán kính là R nhé, bán kính là R đây, để như này. Và cái vòng tròn này là không phải là vẽ mà không phải là vẽ bên trước tâm mà chỉ biết bán kính thôi, mà vẽ từ vị trí hiện thời của bút vẽ. Ví dụ chúng ta đang đứng ở đây chẳng hạn, để thầy lấy ví dụ nhé, thầy lấy ví dụ thôi. Đây thầy nêu cái slide này, giả sử chúng ta cần vẽ cái vòng tròn, cần vẽ cái vòng tròn mà bắt đầu từ vị trí này chẳng hạn, từ vị trí này, và chúng ta sẽ vẽ từ đây, vẽ từ đây và với hướng là hướng mặc định nhé, nó vẽ ra sẽ nhìn như vậy, như thế này, và vòng tròn này cái hướng này nó phải đi qua tâm. Đấy, bây giờ vẽ từ đây nhé, biết trước là gì, biết trước mà bán kính. Đấy, và bắt đầu vẽ từ vị trí hiện thời của con tròn. Đấy, chúng ta làm thử nhé. Đây, bây giờ tôi không biết trước vị trí tâm, chỉ biết trước bán kính thôi, mà bắt đầu vẽ từ vị trí con tròn với hướng là mặc định, được chưa? Rồi tôi làm như sau này, đây nhé. Đây cũng như vậy thôi, chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ tìm vị trí hiện thời đây. Chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ đi về phía trước, múc về phía trước R. Thì cái lệnh này này, từ vị trí hiện thời của bút vẽ nhé, đi về phía trước là R. Đây, đi từ đây này, đi đến R thì đến đây là chính là tâm rồi, chính là tâm đó. Cho nên chỗ này là đây, thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng lại cái thủ tục ban nãy. Chúng ta đây, chúng ta vẽ đường tròn, như sau. Nhắc lại một chút nhé, chúng ta sẽ vẽ như sau, là chúng ta sẽ có cái vòng lặp là 360, vòng lặp là 360, được chưa? Vòng lặp là 360. Và chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ múc về phía trước, giống như trước thôi, chúng ta sẽ múc về phía trước R trừ 1. Sau đó mới hạ bút và vẽ một đoạn thẳng là 1, R trừ 1. Sau đó mới hạ bút, mới pen down để làm gì? Để chúng ta sẽ vẽ một cái đoạn bằng 1. Vẽ xong thì sao? Vẽ xong một thì lập tức là pen up lên. Và sau đó đi lùi lại để trở về chỗ cũ, trở về tâm. Đúng lệnh này, move. Lệnh này là lệnh move lên chữ R. Trừ 1. Được chưa? Và sau đó thì là ta mới xoay sang trái một độ. Đấy. Thì sau bước này, sau cái này là vẽ được vòng tròn, nhưng mà với những bài tập này là ta bắt đầu vẽ từ vị trí hiện thời, cho nên là khi vẽ xong là nó phải bút vẽ nó phải quay về đúng chỗ này, cho nên ta đây ta dùng lệnh nữa là ta trả lại vị trí ban đầu. Ở đây ta múc lên R bước, thì đây ta phải múc đi trừ R bước, nó trở về đúng vào chỗ này. Được chưa? Thì đây chính là cái một cái thủ tục rất hay dùng nữa, không cần xác định tâm, nhưng mà xác định là từ vị trí hiện thời
vẽ được cái vòng tròn là bán kính là R. Thầy cần lại thầy làm thử. Thầy vẽ cái ở trước đây, ví dụ thầy trước đây thầy go to trước về không đây nhé, còn chỗ này là thầy vẽ vòng tròn là bán kính là 100. Chạy thử này. Thầy cho em đi vệ sinh nghe thầy. Cứ đi có ai cấm đâu. Đấy, thầy vẽ như này nhé. Sao nó bị hay bị lệch nhỉ? À. Ngô tố xì đây nhá. Thầy vẽ nó nhanh, thầy edit lại cho nó. Đặt chế độ này này. Move R chữ 1. Đây là move. Đúng rồi, thì vẽ từ 00 mà. Cái bài này là vẽ từ điểm 00 này, vẽ từ đây này. Nha, đó. Thì đơn thành như này đúng rồi, không có gì cả, hoàn toàn đúng. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta sẽ vẽ thử một vài cái hình vẽ hay mà các bạn xem nhé, mà thầy rất quan trọng nhé, bây giờ thầy thử làm thử nhé. Đây bây giờ thầy sẽ đây. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái thầy sẽ đây tổng quát luôn đi. Thầy vẽ cái bông hoa n cánh nhé. Thầy tạo ra cái biến n bông hoa n cánh. Ở đây thì lập ngay ở chỗ này với tâm bông hoa bắt đầu từ điểm 0 đi nhé. Đây đặt cái này là n, ví dụ đặt n bằng 5 chẳng hạn, 5 nhé. Rồi bây giờ làm như sau này, bây giờ thầy bắt đầu vẽ nhá, vẽ bông hoa 5 cánh thôi thì làm xem thủ tục cho nó dễ đi, dễ cho nó hay hơn nhé. Tạo một thủ tục là vẽ hoa n cánh. Hoa n không cần đấy, không cần rồi để hoa nhá, để hoa bắt đầu từ vị trí mà từ vị trí mà thôi được thầy đưa vào đây, không từ được tiền để hoa là tâm là không nhá. Rồi làm như sau này, thầy mới lặp cái đoạn này, các bạn thầy thử thầy ngay nhá, để ta lặp này, repeat n lần này. Yeah. Sau đó thì chúng ta sẽ đây thì thử một cái thầy mới hạ bút xuống này, pen down này, pen down nhé, và thầy sẽ mà move để hoa nữa cánh. Thôi thầy tạo thêm một cái tháp số nữa đi, cạnh n cánh này và cạnh của nó là cành, độ dài cành nó là d đi. Vậy là n cánh là độ dài cành là d nhá, thì hay hơn. Thì move về đây d này, đấy. Move về phía trước là d này, đấy, được chưa? Sau đó là gì? Sau đó là đây thì vẽ cánh này này, thầy cho các bạn xem D nhé. Sau thì thầy đi lùi lại, lùi lại là như này, lùi lại về cái điểm 0 này, D trừ 1. Sau đó là xoay.
xoay một góc là bao nhiêu? Xoay một góc là 360 độ chia cho n. 360 chia cho n. Đấy. Thầy thử cho các bạn xem nó là cái gì nhé. Biểu sẽ đường bằng 5 này. Thầy đặt như sau này. Thầy đặt đây là vẽ cành hoa này. Vẽ cái cành hoa này. Độ dài là n này. N cánh này. Và cành của nó là, ví dụ cành của nó là 100 chẳng hạn. Vẽ thử nó ra như này này. Vẽ ra như này này. Đó. Đấy, được chưa? Được chưa? Pen down. Để thầy kiểm tra. Ở đây là pen up. Up nó lên. Kết thúc thì lại up. Cô này cô lại vào mất rồi. Trời ơi. Cô bé này cô lại vào rồi. Được chưa? Thì đây là tổng quát đấy. Chúng ta bên thầy sửa đây là thành nhà 6 thì nó ra thành như thế này. 6, được chưa? Vậy thì muốn là khi mà nó vẽ đây này thì nó vẽ cái đường tròn, vẽ con tròn như này. Cái nhỏ nhỏ đây này. Đấy, thì thầy làm như thế nào? Thầy sẽ phải dùng cái này. Đấy nhá, ở đây nhưng mà đây thầy sẽ phải thêm một lệnh nữa đây cho nó yên tâm. Là thầy sẽ phải thêm cái phải đặt ở đây nữa. Cho thật yên tâm. Đấy nhá, thì làm như sau này. Đây. Ở chỗ này này, thầy sẽ thêm vào đây cái lệnh là vẽ đường tròn, bán kính là bao nhiêu đó, thầy sẽ đặt sau. Đây, vòng tròn. Thầy đưa vào đây. Đưa vào đây. Như vòng tròn là bán kính là 20 chẳng hạn. Hay là 10. Đây, 20. Được chưa? Đấy, chạy thử xem nào. Xem nó ra chưa nhá. Ô, chưa ra. Bị lỗi này. Thầy đây kiểm tra một chút nhá. Sao nó lại lỗi như này nhá. Bắt đầu từ vị trí hiện thời. Để sau. Đây thầy ạ. Ơi ơi. À đây phải đưa, phải nhầm phải đưa lên đây chứ, đưa này lên trên này nó mới đúng này. Này đưa lên đây mới đúng này. Đấy. Bẻo cho nó lùi lại mới đúng nhá. Đấy, bia đúng rồi đấy. Như vậy là cái bài này là gì, là gì? Là cái vòng tròn này là bắt đầu vẽ từ vị trí hiện thời. Hiện thời và bán kính là R cho trước. Đó, như vậy nó khác cái bài loại lúc nãy. Bài loại là vòng tròn là biết bán kính và tâm. Còn cái bài này là thầy không cần biết tâm, chỉ cần bán kính thôi. Nhá. Đấy, thì là vẽ cái cành hoa. Và chỗ này thầy có thể sửa, chỗ này thoải mái, có thể 20, thầy sửa thành 30, thoải mái chỗ này thì nó không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy. Thầy sửa N thoải mái. Đấy, thì thầy sửa N thành 9 chẳng hạn. Được chưa? Đó, như vậy các bạn thấy như đây là một cái bài tập khác là như vậy. Là cái em vẫn là vẽ đường tròn nhưng mà ta vẽ thì vị trí hiện thời với hướng là tôi hướng hiện thời và bán kính là R cho trước. Rồi, thế bây giờ bài này ta ghi lại thành là vẽ hoa. Bài này ta ghi lại là vẽ hoa đi, vẽ hoa. Hoa nhiều cánh được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy sẽ chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài tập khác tổng quát hơn.
ta vẽ cái bạn này chúng ta vẽ cánh hoa, cánh hoa nhé, chúng ta vẽ cánh hoa. Ta vẫn giữ nguyên đây, ta để nguyên đây nhé, ta không ta bỏ cái này đi và chúng ta vẽ cánh hoa, ta bỏ những này ra ngoài. Đó. Bây giờ thầy sẽ vẽ cánh hoa, rất quan trọng bài này, cái phần này phần rất quan trọng nhé. Chúng ta vẽ cánh hoa như sau này, chúng ta sẽ là đây, chúng ta sẽ vẽ, ta sẽ mô phỏng kia mà đây nhé, đây này, chúng ta sẽ vẽ một cánh hoa, là ví dụ chúng ta vẽ cánh hoa từ đây này, vẽ lên đây nhé, xong chúng ta quay lại. Đấy, thì bước đầu thầy vẽ cánh hoa là vẽ một phần tư vòng tròn trước nhé. Thầy sẽ tạo một cái thủ tục để vẽ một cánh hoa như vậy để chúng ta cùng nhau vẽ cánh hoa từ vị trí hiện thời, từ vị trí hiện thời nhé. Đây, thầy sẽ làm thử cho các bạn vẽ cánh hoa, tạo một cái vẽ cánh hoa, vẽ cánh hoa. Thầy để nguyên như vậy, thầy vẽ thử lại xem như nào nhé. Thầy để nguyên là thầy chưa đưa vào đây tham số nhé. Vẽ từ vị trí hiện thời, vẽ từ vị trí hiện thời nhé. Đây, vậy thầy cứ đóng này, vẽ từ vị trí hiện thời nhé. Thầy sẽ đi như này. Đây, đây thầy cùng nhau, thầy ta cùng nhau ta làm nhé. Hướng của chúng ta sẽ là hướng là từ đây, thầy vẽ cánh hoa này. Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đâu? Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đây này. Chúng ta sẽ đi từ từ vị trí này. Đây vị trí này. Đây này. Cái hướng cái góc này là 45 độ mà. Thầy sẽ vẽ cái đường cong rồi này. Vẽ cái đường cong này nhé. Hướng hiện thời là hướng này. Được chưa? Là thầy bắt đầu vẽ này. Đây này, thì chúng ta cùng nhau vẽ nhé. Đây, vẽ cảnh hoa nhé. Đây. Vẽ cảnh hoa này là vẽ... Đây. Cho các bạn cùng nhau ta làm nhé. Thầy sẽ xoay trước đó này. Trước đó thầy sẽ để đặt chế độ... cho nó hướng mặc định của chúng ta đang là hướng 45 độ nhé. Này, chúng ta đang hướng 45 độ là hướng này nhé. Rồi, bắt đầu vẽ này. Tay phải. Biết được chữ nào chưa? Phải xoay sang phải. Phải xoay sang phải là bao nhiêu? Xoay sang phải là 45. Ai đang ở mic thì tắt mic đi. Mút chút tất cả nha. Nha. Thầy xoay sang phải là 45 độ này. Xong thầy bắt đầu xoay. Bắt đầu quay và lặp là bao nhiêu? Thầy lặp là một nửa, một phần tư cung tròn. Một phần tư cung tròn nó sẽ là 90 độ. Thầy lặp ra 90. Làm là 90 và thầy đi một kia và cho nó đi, ví dụ thì tạm thời chưa thính vội nhé, cho nó đi một đoạn, ví dụ nhân đoạn là 10 mà sau đó là xoay trái là 1 độ, xoay trái là 1 nhé. Thầy thử nhé. Đây thầy cho các bạn xem thử, đây thầy chạy thử cho các bạn xem, chúng ta sẽ cùng nhau làm. Chạy thử này. Thầy cho nó chạy về đâu đã. Nó làm ở đâu rồi. Thầy chưa đặt bút thầy. Chưa đặt bút, đúng rồi. Để một lúc nữa thầy đặt chế độ. Thầy cho nó vẽ từ vị trí 00 đã nhé. Để cho nó dễ tay thì ta sẽ thấy sao. Đây. Đặt chế độ nó là từ điểm 00 này. Thầy thử nhé. Rồi. Ở chỗ này. Sẽ đặt bút ở đây.
pen down ở đây này nhé, và đây sẽ là pen up ở dưới này. Để thử nào. Ủa, to quá, thế để cái này nó to quá, thế để cái này là 2 này. Đấy, từ đấy đây này, từ đây nhé, đó. Khi tới đây rồi thì là cái hướng được hối đầy. Bây giờ thầy sẽ phải đây hướng như thế này, thầy sẽ phải xoay nó về xoay sang bên phải là xoay sang bên trái là 90 độ để ta chọn lộn xuống dưới. Đấy, bây giờ thầy sẽ xoay sang bên đây làm một lần nữa mà thầy làm như sau, thầy sẽ để cho nó quay lại thành một cánh hoa. Thầy ở chỗ này thầy sẽ phải xoay sang bên phải, xoay sang phải là 90 độ. Sau đó là lặp lại cái bước lúc nãy, lặp lại lần nữa. Ở đây như phải có một cái lặp lại là repeat 2 lần. Được chưa? Đấy. Thì kiểm tra lại nhé. Đấy, đúng rồi đấy. Nha. Và ở đây thì muốn cho nó trở lại một chữ có bắt đầu thì phải như sau. Ở đây là đang là hướng nhá. Đang là hướng 45 độ này, xoay bên trái thành 45 độ này. Như vậy nó đi này, nó đi lên trên này, xoay sang bên này này, nó đi xuống này. Như vậy về nó xuống dưới này này. Thế bây giờ thầy sẽ phải cho nó quay lên trên kia, thầy sẽ phải làm như sau. Thầy sẽ phải làm cái lệnh nữa để cho nó quay trở lại góc ban đầu. Ở chỗ này thầy phải thêm lệnh nữa là xoay bên phải. Xoay bên phải. Đâu. Xoay bên phải là bao nhiêu nhỉ? Xoay bên phải là 90 này, là 135 độ. 135 độ. 135 độ. Đó. Up lên. Thầy vẽ lại cái này nhé. Bây giờ thầy sửa lại cho nó. Thầy vẽ nhanh này. Đấy. Bây giờ thầy sửa cái này một chút cho nó dễ hơn nhé. Bây giờ thầy cho nó thành tổng quát hơn nhé. Thầy muốn là tính được cái độ dài của cái cánh hoa này. Độ dài từ đây này. Đấy. Độ dài đây làm cái nào có thể biết đấy nhỉ? Thầy tạo thêm một cái sprite nữa để đo khoảng cách ạ. Ừ. Ở đây nhá. Cái chỗ này nó là R này. Là mặt kính của nó là R. Đây là hình vuông này. Đúng không? Thì ở đây nó sẽ là đây nó chính là gì? Nó chính là R căn 2. Vì cái chỗ này này. Thì vuông đây nhá, đây là tâm này. Đây là R này, đây là R này. Thì cái này chính là cái D này chính bằng cái D này chính bằng là chính bằng R căn 2. Chính bằng R căn 2. Từ đây tôi suy ra cái gì nhỉ? Suy ra như sau nhá. Chỗ này khó đúng các bạn đấy. Bây giờ thầy sẽ sửa lại chỗ này. Thầy sẽ sửa lại chỗ này, vẽ cánh hoa này là như sau. Cánh hoa này là cánh và cánh hoa độ dài là D. Thì muốn tính cái độ dài này, tính cái độ dài của cái cánh hoa. À, thế bây giờ thầy sửa cái nào đó như làm sao để có thể đưa cái đê đường vào chỗ này. Đấy, thì các bạn chú ý nhá, chỗ này là chỗ khó nhất đây này. D bằng là R nhân căn 2. Vậy suy ra là R sẽ bằng là D chia căn 2. Nhá. Mà cái đoạn này cái đoạn này thấy rồi, cái đoạn lần này là cái đoạn mà tính qua R, tính là bằng hôm qua thì tính rồi, đó là gì? Đó là bằng là 2πr nhá. 2πr chia cho 180. Đấy. Chia cho đúng không? Đó là 2πr là chia cho 3 chia cho 360 chứ. Đúng không? 2πr chia 360 tức là
tức là PR chia cho 180 đúng không? Sau đó là phải chia D chia cho căn 2 nữa. Cho nên cái này nó sẽ bằng này, cái chỗ này này. Nó bằng như sau này, chúng ta phải làm chữ khó là phải toán một tí thôi. Đúng ra thì cho các bạn phải làm trước cái bài này ở nhà nhưng thôi được. Chỗ này này là chính là gì? Nó sẽ bằng là như sau, chúng ta làm bằng tính thử nhé. Đây. Là như sau này. Đầu tiên là nó sẽ là pi này 3.14 này nhân với R. Nhá. R thì lại là bằng D chia căn 2. Thầy sẽ phải viết cái này R đây, R chính là bằng D chia căn 2. Đấy, nó hơi khó một tí. Thầy biết rồi là R chính là D chia căn 2. Tôi kéo cái này xuống nha. R sẽ bằng D chia căn 2. D chia căn 2. Đây chính là pi nhân với R, tất cả là phải chia cho 180. Nhân ta thêm phải chia một lần nữa thì nó mới ra được cái số đó chính xác. Đây này, chia cho 180. Đấy, chia cho 180 thì cả cái này này. Và cái này mình chia cho cái này. Đấy, cái này mình đưa nó vào đây. Đấy, bây giờ mới được. Bây giờ ta mới vẽ một cánh hoa là chính xác thì thầy thử nhá. Cái cánh hoa của thầy để cánh hoa là 10 thôi, bé bé đấy. Cho nó bé bé không nhé. Đấy, một tí nhé. Thầy sửa cánh hoa nên là cánh hoa ở đây là bao nhiêu cánh hoa ở đây là. Một trăm nhé, nó to là như này. Được chưa? Và hướng của chúng ta là cái hướng là hướng ngang như thế này. Bây giờ đặt thử cái này nó là 90 nhé. 90. Thì nó sẽ ngang như này này. Đấy, sẽ ngang như này. Thì kiểm tra cái hướng cùng nó đúng như nhé. Cái hướng cùng của chúng ta là như này. Kiểm tra một chút thôi. Kiểm tra một chút cái hướng nó đúng chưa. Hướng đây. Hướng này là như vậy, khi vẽ xong hướng này là không chính xác rồi. Hướng nó phải là 90 cơ. Cho nên ở đây nó vẫn phải là... Tôi kiểm tra một chút nha. Đấy, bây giờ mới đúng đây. Quay lại, nó phải trả lại đây là 45. Bây giờ là đúng nhá. Đấy, cánh hoa là D đây rồi. Đấy, thế bây giờ thầy sẽ làm thử một cái bài tập đơn giản nhé. Đây là một cái bài về cánh hoa mà bắt đầu từ vị trí hiện thời với hướng cho trước của bút vẽ và độ dài của cánh hoa là D chính xác, được chưa? Thế bây giờ thầy sẽ làm một cái bài tập như thế này nhé. Này, bắt đầu từ 90 độ này, bắt đầu vị trí 0 này, cánh hoa là một... sao cho con chép lại cho xem cái lệnh vẽ cánh hoa đâu. Đây, cánh hoa đây nhé, cánh hoa đây. Dạ, không cảm ơn. Thì bây giờ thầy sẽ làm cái lệnh như sau này. Thầy sẽ làm cái thử cho bạn xem chơi thôi. Cái gọi đài chúng ta sẽ vẽ như sau là chúng ta vẽ, ta tạo ra một cái... Này, lập, ta vẽ cánh hoa làm 100 lần. Và sau một lần như vậy, vẽ 10 lần. Và sau đó chúng ta xoay. Xoay trái. Xoay trái một góc là... 180 độ chia cho 180 độ chia cho 10. Đây là 18 độ. Đấy, thì nó ra cái gì nhé? Thì nó ra cái này này. Đấy, nó ra cái này. À, bị chúng có đẹp hơn đây chúng ta 11 lần thì nó ra cái này. Đấy, thấy không nào? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái gọi là 150 này. Thì nó ra cái này. Bạn thấy không nào? Như vậy đây là cái thủ tục rất quan trọng dùng để vẽ một cái cánh hoa bắt đầu từ vị trí hiện thời với hướng là hướng hiện thời và độ dài là D, và chúng ta vẽ một cánh hoa là vòng 1/4 vòng tròn như này và quay lại. Đây là cái phần đó. Thì cái bài tập này cũng được dùng để vẽ được rất nhiều thứ nữa nhá. Cái bài này là cái bài mà thế tiết là bây giờ chúng ta hết thời gian rồi chứ không thể muốn cho các bạn làm bài tập hay để hôm sau đi hay để hôm sau nữa đi. Chúng ta sẽ còn quay lại cái chủ đề nữa, chúng ta sẽ vẽ một cái cây
có rất nhiều cành khác nhau, và ở đầu của nó là những cành 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 hoa như thế này. Đấy. Thì cái bài tập đó, cái bài tập đó sẽ cho cái buổi mà chúng ta sẽ học cái buổi học riêng cái bài về đề quy, thì chúng ta sẽ học lại cái bài đó nhé. Nhưng mà hôm nay chúng ta là tổng kết lại là chúng ta học được vài một cái thủ tục rất quan trọng, thủ tục vẽ đường tròn, thủ tục vẽ cánh hoa, và đây là vẽ cánh hoa là 1/4 đường tròn, 1/4 đường tròn. Nhưng mà các bạn có thể về nhà các bạn tổng quát lại cho thầy, các bạn vẽ cánh hoa không phải là 1/4 đường tròn, chúng ta phải vẽ nhỏ hơn 3 đường tròn thôi. Đây là 1/4 của tròn, có thể là nhỏ hơn là 1/5 thôi, hay là 1/4 như này, góc nó có thể là 60 độ này, 90 độ này, đúng không? Đó là đây 45 độ như này, 45 độ này, 60 độ này. Thật ra những cái hình thù cánh hoa là khác nhau. Đấy. Bài bài nhà làm bài tập đó nhé. À, thầy lát nữa thầy sẽ mô tả cái bài tập lên các bạn xem. Chúng ta sẽ vẽ cánh hoa với cái độ là độ gầy, bầy gầy béo khác nhau. Dựa trên cái tất cả đều dựa trên cái thủ tục này nhé. Rất quan trọng thủ tục này này. Đấy. Các bạn nhớ thủ tục này là chúng ta có thể tổng quát lên. Tiếp với thủ tục này là xoay trái 45 độ, tức là chúng ta vẽ 1/4 vòng tròn. Chúng ta nếu ta cho giảm đi tăng lên, chúng ta sẽ có những cánh hoa gầy béo khác nhau nhé. Thì cái bài này sẽ dùng trong rất nhiều bài tập khác. Thôi cho chúng ta nghỉ ở đây nhé. Cái lớp học này tôi đề nghị các bạn là chúng ta học vui vẻ, vừa học vừa luyện. Chúng ta không cần thiết là phải là, tôi không ép các bạn phải học nhiều đâu, cứ vừa học vừa luyện. Và chúng ta cố gắng là mỗi một buổi chúng ta sẽ làm một cái bài tập lớn nào đó nhé. Để tôi ghi lại cái bài này về nhà tôi sẽ lưu cho các bạn. Đây là vẽ cánh hoa không? Vẽ cánh hoa. Cái bạn khách là bạn nào ấy nhỉ? Bạn này là tên là M, cứ khách liên tục từ nãy giờ. Là bạn mới thầy ơi. Bạn mới à? Trời. Bạn mới thầy ơi. Các bạn tự nhảy vào đấy thầy, chứ không phải là học sinh đâu ạ. À thế à? Ở bên ngoài nhỉ? Thì có thể dùng công cụ khác, ví dụ như Team Link rồi thì Google Meeting cũng được mà. Nhưng mà thầy mình chưa thạo cái chỗ khác. Quen dùng cái này tốt rồi. Vâng. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Thầy, em chào thầy ạ. Con chào thầy ạ. Con chào thầy. Dạ, chào thầy mấy ba thầy. Chào thầy. Em chào thầy ạ. Con chào thầy ạ.